So I'm going to share the teaching stage of meditation. So the stage meditation we have here, chapter 8. So not actually right now we are in the chapter 8, last chapter. It's this last chapter is a completion stage chapter. Completion stage is chapter is the result of the all other chapters. So the other chapter we can say causes, this chapter is the result. So the directly, you know, meditating Mahamudra. Last week I share with you the how to meditate, the you know, look to the mind, and then any thoughts arise, so we have to, you know, release thoughts or transform the thoughts. So many different kind of method we already shared. So this meditation actually follow the three different levels, and the beginner meditator not really a practitioner used to Mahamudra meditate. So then beginner, we look into mind, then mind resting in the natural state. So any thoughts arise, let go the thoughts. No watching the thoughts, no try to stop the thoughts. So no accepting thoughts, emotions, just let go. So that is for beginner meditator. And then you are a little bit used to, you know, your meditation has become more adopted and you are already good, habituated already. Then thoughts, emotion arise, you recognize, look, you can look thoughts, emotion, and you can see thoughts, emotion not exist. Then go back, just naturally go back into natural state. They become really practitioner. So thoughts, emotion, not going to any disturbing. This thought, emotion is cause of wisdom. So that kind of like different levels, we have a release thoughts, emotions when you meditate. So today, I think we are in the more practitioner level sharing this meditation. Yeah. Dạ thì thầy nói là chúng ta đang ở cái giai đoạn là thiền về giai đoạn hoàn thiện, là cái giai đoạn của cái kết quả, và những cái chương trước là nói về cái nhân trong cái cuốn sách của thầy. Và cái quả có nghĩa là chúng ta thiền một cách trực tiếp là thiền đại thủ ấn Mahamudra. Tuần trước là thầy dạy về cái cách mà chúng ta thiền như thế nào, nhìn vào tâm ta như thế nào khi mà những cái ý nghĩ nó khởi lên. Khi mà những ý nghĩ khởi lên thì chúng ta chỉ cần nhận
nhận biết ra những ý nghĩ đó và giải phóng chính những cái ý nghĩ đó. Và thiền sẽ có ba cái mức độ đối với người mới bắt đầu thiền không quen thì sẽ không có sẵn sàng cho thiền đại thủ ấn, chưa có sẵn sàng. Thì ở giai đoạn này người mới bắt đầu thiền chỉ nhìn vào những cái ý nghĩ khi mà, tức là chỉ khi mà cái ý nghĩ khởi lên đó thì chỉ an trụ để cho tâm an trụ trong một cái trạng thái tự nhiên của tâm mà thôi. Và khi mà ý nghĩ khởi lên thì hãy để cho những cái ý nghĩ đó đi, tức là không chỉ nhìn vào cái ý nghĩ đó thôi mà không cần phải ngưng cái ý nghĩ gì cả, chỉ để cho các ý nghĩ đó tự nó giải phóng mà không có chấp nhận hay cũng không từ bỏ nó. Đối với những người mà thực hành thiền ở một cái giai đoạn mức độ cao hơn đã quen thuộc với phần thiền rồi thì khi mà ý nghĩ khởi lên thì người này chỉ cần nhận ra các ý nghĩ, nhận ra rằng các ý nghĩ này thực sự không có tồn tại, chúng tất cả đều là mang tính không. Và đối với người mà thực hành thiền ở mức độ cao nhất thì những cái ý nghĩ khi mà nó khởi lên thì không có làm chướng ngại cho người này gì cả, không có là vấn đề gì cả, bởi vì người này nghĩ là cái ý nghĩ đó sẽ là cái nhân của trí tuệ, tức là họ có thể chuyển hóa các ý nghĩ đó ngay lập tức khi mà vừa khi nó khởi lên. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với cái phần tiếp theo là cái phần mà hơi cao hơn với cái phần thiền, là từ cái mức độ ở giữa đến cái mức độ cao của thiền. Yes, Kampo. Okay. So today I think we are in the to introduce thoughts as Dharmakaya, right? Correct? Yes. Yeah, I forget we take Yeah. break and Yes. don't remember where we are stopped. So okay. Then this section actually said the during this Gachirinpoche's teaching. He talked lots about already actually in these sections. So just different names, you know, teaching essence mostly is the same. During this winter teaching in Arizona, Gachirinpoche, he talked about the generation stage. Actually, generation stage, you know, the practice of Yidam Deity is a generation stage. But the essence practice is Mahamudra. So that's the reason when he shared this winter teaching is all generation stage with this Mahamudra practice together already. So you already heard this part a lot, these sections during this, retreat and the winter teaching from the Gajri Rinpoche. So now I can share with you again this section, maybe that, you know, you just remind them again. It's very similar information. So here is we go into see to introduce thoughts as a Dharmakaya. So this thought is a Dharmakaya is depending our individual level. You know, thoughts Dharmakaya is not for beginners. Beginner thoughts is a thought, emotion is emotion. Okay, so wisdom is wisdom. We have separate. So cannot be thought is a Dharmakaya. Thought is emotion is a negative for beginners. Then become meditator, you are used to practitioner. Still thought is not Dharmakaya. Emotion is not wisdom, but thought emotion not really disturbing you know, your meditation. So you can release thoughts, you can go away emotions. The thoughts, emotion not really disturbing your meditation. Then this level here right now is introduce thoughts as a Dharmakaya as a very high level meditators. So who can do this level meditate? Then Buddha is enlightened, is already very close there, almost their enlightenment. Yeah, Yeah. so that's why you don't have to worry about you cannot transform thoughts as a Dharmakaya. Even you just have belief, trust, devotion, that's also great. And then this is a really high level meditators can do this way. That's the reason
Also in Tibet, we have many different lineages. So some lineages never ever accept these words. This is a king of be taught Hokkien be Dharmakaya, you know. They don't accept this word, taught as a Dharmakaya. But our Kagyu tradition taught as a Dharmakaya means, you know, thought itself is not Dharmakaya, but meditators see, recognize, thought is not exist. So thought itself is emptiness. Long as you have that kind of realize, then thought is Dharmakaya. Dharmakaya means emptiness. Thoughts also itself is not exist. It is emptiness. So that's why we call thought is Dharmakaya. Emotion is wisdom. You know, the for beginners, emotion is emotion. Okay? Emotion is negative. But this level who can meditate at this level, emotion is wisdom. So that's all is different levels of meditators. You have to understand these different levels, otherwise you get confused. Dạ, thầy nói là phần này là Gajen Rinpoche có giảng rất là nhiều về phần này. Nhà chúng ta ở đầu trang thứ hai tiếng Việt á. Và thầy Gajen thì có giảng cái phần này trong những cái buổi vừa qua ở cái phần nhập thất khóa mùa đông á. Thì thầy nói là mặc dù là có những cái tên gọi khác nhau nhưng mà thầy nói là tinh túy thì giống nhau. Thầy Gajen có nói về giai đoạn sinh khởi của các bổn tôn, nhưng mà tinh túy của nó là về thực hành đại thủ ấn Mahamudra, tức là thầy giảng về giai đoạn sinh khởi bổn tôn và thực hành đại thủ ấn cùng một lúc với nhau. Hôm nay thì Kempo sẽ nhắc lại cho chúng ta nhớ về những cái thông tin này. Thầy nói là khi mà ta nói là trong cái bản này là khi nhận ra những cái ý nghĩ hay những ý niệm là pháp thân, thì thầy nói phần này không dùng cho người mới bắt đầu thiền, bởi vì cái phần này dùng cho những người mà thực tập thiền rất là cao cấp. Đối với người mà mới bắt đầu phần này thì các ý niệm chỉ là những ý niệm, và những cái phiền não vẫn là các phiền não, và trí tuệ thì là trí tuệ, tức là người mới bắt đầu thiền nó chưa có nhận ra được là các ý niệm chính là trí tuệ. Cho nên các ý niệm vẫn còn là các ý niệm, và nó còn là tách biệt với nhau, nó chưa có hòa nhập vào nhau. Đối với những người mà thiền ở mức độ mà quen thuộc với cái việc thiền tập hơn một chút á, thì vẫn nhận ra là vẫn chưa nhận ra được các phiền não là trí tuệ. Nhưng mà ở giai đoạn này cái phiền não không có làm phiền cho tâm họ nhiều lắm, tức là họ không có bị sao lãng bởi những cái phiền não. Và ở cái giai đoạn mà ta đang nói đến đó là cái giai đoạn nhận ra các ý niệm là pháp thân. Người mà có thể nhận ra các ý niệm là pháp thân là người thiền rất là cao, có nghĩa là Phật quả rất là gần đối với người này, là người này gần đạt đến mức giác ngộ. Vì thế đối với những người như chúng ta thì không cần phải lo lắng ở mức độ này. Ở đây thì chúng ta chỉ cần phát khởi tín tâm và cái sự tin tưởng về cái điều này mà thôi. Bởi vì thầy nói ở Tây Tạng á, có những cái dòng truyền thừa khác nhau. Đôi có những cái dòng truyền thừa không có chấp nhận những cái từ mà gọi là các ý niệm là pháp thân, họ không có tin là ý niệm mà gọi là pháp thân. Nhưng mà đối với dòng Kagyu á, thì nói là các ý nghĩ hay là ý niệm là pháp thân là cho những người mà thiền, những người mà thực hành thiền họ sẽ nhận ra các ý nghĩ thực sự không có tồn tại, bởi vì bản chất của các ý nghĩ hay các ý niệm này đều là mang tánh không, là rỗng không. Khi mà họ nhận ra được những ý niệm này mang tánh không thì các ý niệm đó chính là pháp thân, bởi vì pháp thân cũng mang tánh không. Khi đó đối với họ thì những cái phiền não chính là trí tuệ. Đối với những cái người mà mức độ thiền như thế này thì họ có nhận ra rằng phiền não hay các ý niệm là trí tuệ. Và đối với những người mà mới bắt đầu thì phiền não vẫn là phiền não, họ chưa có nhận ra được.
Vì thế là thầy nói là có những cái mức độ thiền khác nhau mà chúng ta cần phải nhận ra chứ không nên hiểu lầm. Yes, Kampo. Okay, so now here this teaching is introducing our natural mind and also introduce this thoughts is dharmakaya, emotion is wisdom. So when mind is let go, relax in this natural state. So let go means like let go all the worldly activity, let go all our thoughts and emotions, let go all this, you know, conceptual thoughts, then mind into nature. So no subject and object. So we turn off the object. We turn off the object and then no subject also there too. So then that time the mind is go, let go everything, relax in this nature state, means the mind into the nature state. So when your mind is nature state, no any conceptual thoughts, relax, that time, so you look directly into essence of mind itself, then you can look into your mind itself. This open means like your mind is open, same as the space, vivid, present awareness, clear and without thoughts. So that section we already share a lot. You know, mind, how to we recognize. So let go all the thoughts. You don't have this conceptual thoughts, a subject and object. You looking into your mind is not nothingness, it's present with awareness. So you recognize with awareness that present, then be that state, is called meditation. So that awareness itself is also emptiness, not permanent, inherently exist. So that itself is present, always there, no nothingness. So you have to recognize it that way. This section is very complicated, hard to understand, because it's so subtle level. And also our mind is all dualistic, conceptual thoughts. So that's the reason hard to recognize, no drawer, no dualistic, it's hard to understand. So you don't have a subject, object, you don't have a subject. Then it's that your mind is present. The present is, that means like no nothingness. The present is not permanent, inherently exists. That means no permanent. So free from two extremes, free from permanent, inherently exist, free from non-nothingness. So that's the reason is, you know, mind is present awareness, clear without the thoughts. So you have to recognize that nature, that is our own natural mind, but we very hard to step into the nature, the without actually shamatha meditation. That's the reason, you know, actually preliminary practice is shamatha meditation. Shamatha meditation helps you, mind is stable and relaxed. Your mind is stable and relaxed, then you can really look into your mind. Otherwise, your mind have lots of thoughts, and you know, then of course, at the same time, even we think is we don't have much thoughts, but still such a level thoughts is always there. So shamatha meditation really helps your mind is stable and calm, peace, relax, and then that time, so who knows this completion stage meditation, then the looking into mind, so then your mind is present awareness, there is emptiness, you see that,
So then that term is like you're really into natural state. It's called the, we're looking into our own natural mind. Ok, dạ thầy nói tiếp là đây là cái phần mà giới thiệu về bản tính của tâm ta. Khi mà những ý nghĩ, khi mà ta nhìn vào tâm ta mà nhận ra các ý nghĩ là pháp thân và các phiền não là trí tuệ. Đầu tiên đó là khi mà tâm ta không còn những cái hoạt động của thế tục, chúng ta buông lỏng những cái hoạt động thế tục, những cái ý nghĩ thế tục. Khi mà tâm ta không còn những cái ý nghĩ tạo tác, tức là cái này đúng, cái này sai, hay là những cái ý nghĩ khởi lên và chúng ta bắt đầu phân tích những cái ý nghĩ đó là những cái ý nghĩ tạo tác. Khi mà tâm ta không còn nữa thì tâm ta sẽ nhìn vào trạng thái tự nhiên của tâm mình, không còn chủ thể hay là đối tượng nữa. Khi mà không còn đối tượng nữa thì sẽ cũng không còn chủ thể. Thì khi đó tâm ta hoàn toàn là thư giãn trong cái trạng thái tự nhiên. Khi mà nhìn vào cái tinh túy của tâm trong cái trạng thái đó thì ta thấy là tâm ta là một cái sự rỗng không, giống như là hư không này, và nó cũng mang tính là sinh động, nó hiện hữu, nó luôn hiện hữu, nó rất là sinh động và nó cũng rất là sáng tỏ, không có ý niệm gì cả. Đó là bản tính của tâm. Và khi mà không có chủ thể và đối tượng mà ta nhìn vào tâm của mình thì nó không có gì cả. Tánh không ở đây không phải là không có gì cả, mà là không phải là không có gì cả, mà cái tâm mình luôn có một cái sự hiện hữu, nó luôn hiện hữu, tức là cái sự tỉnh giác của mình nó luôn hiện hữu, chứ không phải là nó là không có gì cả. Vì thế khi mà ta an trụ trong trạng thái này, nhưng mà thầy nói là cái sự tỉnh giác của ta nó vẫn là nó luôn hiện hữu, nhưng mà nó mang cái tính không, bởi vì nó không có vĩnh vĩnh viễn, nó chỉ là tạm thời. Thầy nói là cái điều này hơi khó hiểu vì nó là nói về cái tâm vi tế, trong khi cái tâm ta bây giờ thì nó vẫn mang cái tính nhị nguyên, ta vẫn còn thấy chủ thể đối tượng, ta vẫn có những cái ý niệm tạo tác, cho nên điều này sẽ gây khó hiểu với ta bởi vì nó rất là vi tế. Và khi mà không có chủ thể đối tượng á thì tâm của ta luôn hiện hữu, nhưng mà nó rỗng không, như là không gian này rỗng không, không có nghĩa là không có gì, mà nó là không có vĩnh viễn, mà nó thoát khỏi hai đối cực là vĩnh vĩnh viễn và hư vô, tức là nó không phải vĩnh cửu mà nó cũng không phải là tánh không. Mà khi mà ta chưa nhận ra được điều này á, thì rất là khó để mà trụ tâm chúng ta, cho nên thầy nói là chúng ta cần phải có thực hành thiền samatha, là thiền chỉ á, để cho tâm ta an định. Thiền chỉ này cũng có trong cái giai đoạn cái pháp tu sơ khởi ngon trô á, thì cái thiền chỉ này sẽ giúp cho tâm của ta ổn định và thư giãn. Khi mà tâm ta ổn định á, thì ta có thể nhìn vào trực tiếp vào bản tính của tâm này. Trong thiền chỉ thì mặc dù là có những đôi khi chúng ta không còn ý niệm, nhưng mà vẫn còn các cái ý niệm vi tế vẫn còn ở đó, nhưng mà ta chưa nhận ra được. Và khi mà ta thuần thục với thiền chỉ á, thì ta có thể an trụ tâm ta một cách vững chắc và tiến đến cái phần thực hành thiền giai đoạn hoàn thiện. Khi đó ta nhìn vào tâm mình, ta sẽ thấy là tâm này nó luôn có một cái sự tỉnh giác hiện hữu, nhưng mà mang tính là rỗng không. Yes, Okay, so then when you meditate that time, so as you are resting in this nature, so you are resting in the natural state, whatever thoughts surface, look directly into essence of the thoughts. So then these meditators never try to stop the thoughts, emotions. When thoughts, emotion, the right way recognize thoughts, emotion, then they look into the thoughts, emotions. So you that kind of meditator is like, see, thoughts, emotion cannot control them. If you meditate in this way, the thoughts, emotion not control you. So you can use thoughts, emotions as like become your support your practicing for practice for meditate, and also increasing your wisdom.
So when thoughts, emotions arise, you see the thoughts, emotions. Looking to the thoughts, emotions, you are separate from the thoughts, emotions. The thoughts, emotions, they cannot control you. So usually, see, think about it. I'm beginning last time until now. Thoughts, emotion control us, because when thoughts, emotion arise, we don't recognize. So thoughts, emotion, we don't recognize. We follow that. That means like thoughts, emotion control us. In this kind of a meditator, the thoughts, emotion, then cannot control them. When thoughts, emotion arise, they see the thoughts, emotion. Then they look to the thoughts, emotions again. The thoughts, emotion itself is not exist. Okay, so they recognize thoughts, emotion itself is emptiness, because it's a, nor any kind of like exist inherently there. You see that your awareness recognizes that thoughts, emotion is it itself is empty, non-exist. Then that means thoughts, emotion is transformed to the Dharmakaya. So usually we say thoughts is a transformed Dharmakaya, emotion is a transformed to the wisdom. So this main point is the same. You know, thoughts like you recognize emptiness, is thoughts is become Dharmakaya. You recognize emotion is not exist. Emotion is transformed to the wisdom. So if we, who can do this level practice? Because someone really need to meditate Vipassana. I mean shamatha level. So you have to focus on like mind resting with object, mind resting with your own breath, and then you use different kind of practice shamatha meditation. So that really helps you, your mind is stable. Long as your mind is stable, then you have ability to look through the emotions and the thoughts. Otherwise, you just, we say we're going to look into the emotion and the thoughts. It's not possible. So kids is going to fighting with the tiger, you know? So like that, if you who don't have meditated shamatha, then someone say, I'm going to look to the emotion and the thoughts. So that kind of words is the same as like kids is going to fighting the tiger. Means like no possible, the you know beginners. So yeah. Thầy nói là khi mà ta thiền mà an trụ tâm vào trạng thái tự nhiên của tâm thì bất cứ cái ý niệm nào khởi lên ta nhìn trực tiếp vào các ý niệm đó. Và ở cái giai đoạn thiền này, đối với những người mới bắt đầu thiền á, thì xin lỗi, đối với những người thiền ở cái giai đoạn cao cấp như thế này á, thì những cái ý nghĩ hay những phiền não không thể nào điều hiển khiển họ cả. Mà các ý niệm chỉ là cái điều mà giúp đỡ cho cái thiền tập của họ mà thôi. Tức là những cái ý niệm khởi lên họ nhận ra rồi họ chuyển hóa nó, thì cái điều này làm cho tăng trưởng cái sự thực hành của họ mà thôi, giúp cho cái thực hành thiền của họ được thêm tốt hơn và làm tăng trưởng cho trí tuệ của họ. Và khi mà những cái ý niệm khởi lên đó thì hãy nhìn trực tiếp vào các ý niệm và họ không có tách rời những cái ý niệm này. Nhưng mà đối với chúng ta từ khởi thủy cho đến nay ấy, thì chúng ta luôn bị điều khiển bởi các ý nghĩ của mình, bởi vì chúng ta không nhận ra được ý nghĩ của mình mà ta luôn theo đuổi các ý nghĩ, các niệm tưởng đó, cho nên các niệm tưởng luôn điều khiển ta. Nhưng mà đối với những người mà thiền cao cấp ở giai đoạn này ấy, thì họ có thể thấy được là các ý niệm và họ nhìn thẳng vào những cái ý niệm đó khi mà nó khởi lên và họ nhận thấy rằng các ý niệm này thực sự nó không tồn tại, nó vẫn là mang tánh không. Nó không tồn tại có nghĩa là cái sự tỉnh giác của họ, họ nhận ra điều này qua cái sự tỉnh giác của họ và cái tỉnh giác của họ luôn luôn hiện hữu. Và khi đó thì họ có thể chuyển hóa những cái ý niệm khởi lên đó, chuyển hóa thành pháp thân, và những cái phiền não thì họ chuyển hóa thành trí tuệ.
Và khi đó phiền não không hiện hữu nữa bởi vì nó đã được chuyển hóa thành trí tuệ. Bởi vậy cho nên thầy nhấn mạnh cái tầm quan trọng của thực hành thiền samatha là thiền chỉ, bởi vì thiền chỉ giúp cho tâm của các bạn là an định lại. Các bạn có thể an định tâm của bạn qua cái sự là tập trung vào hơi thở hoặc là tập trung vào các vật thể trong thiền chỉ. Bởi vì nếu mà không có sự an định tâm qua thiền chỉ thì chúng ta không thể nào nhìn được, thấy được bản chất của tâm mình. Cái điều đó thì hoàn toàn không thể. Thầy ví dụ giống như là một đứa trẻ mà đang đấu hay là chơi với con cọp á, thì nếu mà không có thiền chỉ á, thì ta nói là ta thiền vào đại thủ ấn thì giống như là một đứa trẻ mà đang chơi với con cọp vậy. Điều đó là không thể. Yes, Campbell. I'll just share like with you that we have to meditate the shamatha, but that means like you know, not all the time in the stuck with the shamatha. So you first when you go into meditate, practice the shamatha maybe 10, 20, 30 minutes first, then go into you know this completion meditation. So this completion meditation is a Vajrayana tradition. Sutra tradition, we say like, you know, special insight meditation, Vipassana. So Vipassana session also we have in this book. And right now we're sharing is a completion stage. It's very similar, just a little bit different method, using different method. It's very similar information. So who understanding this completion stage and then Vipassana is not much difference. It's a little bit using different method. So anyway, both, you know, Vipassana and in this completion stage, both this meditation need the cause is shamatha. So shamatha, you can all the time start with the shamatha. You practice shamatha first, then go come into this completion stage. So that's how I usually meditate. For when I'm going into meditate first, usually of course we also coming in here is you know we have to think about guru and the supplication guru, and then into meditate shamatha. So stay like 20, 30 minutes after, then go into this, you know, completion stage meditation, log into our mind. So shamatha is just relaxing your mind, but not really looking into your mind. So this meditation, see, when you meditate, you really look into your mind. You see that your mind is present, clear, awareness. But that time, so you have to let go all your conceptual thoughts. Must be more relaxed. Mind need to relax. Your body also need to relax. So not needed to any effort there. When you into that meditation, you cannot use effort. So you put effort, also distraction become distract. And then that time, you really see your mind is clear, present, be there. But then any thoughts arise, any emotion arise, you have to recognize right away. Don't try to reject thoughts, emotions. Let arise. So when thoughts, emotions arise, you have to look through the thoughts, emotions. So but this thought, emotion itself is emptiness. Then it's despair. So you'll be into the nature again, meditate. So that was like you see, thoughts, emotions, you liberating. So that time, then thoughts is causes of wisdom. Emotion is a causes of wisdom. Not distracting your mind. Then that time is not thoughts, not emotion. Actually, that is a causes of wisdom. You know, that is like good meditator, high level meditators can do that. But very hard to our beginners. So you can maybe let go thoughts, emotions, like you also you can liberate the thoughts, emotion, maybe one day. Five, also great.
Example, one session meditation, you have 100 thoughts. If you can liberate five thoughts, that is really great. Then you can increasing, right? So slowly, maybe you can liberate 10 thoughts, emotions. So that way, then you become more practitioner. It's thoughts, emotions, always become useful. If you're going to make the fire, you need firewood. Without firewood, you cannot make the fire, right? So same is like that. Without the thoughts, emotions, you cannot create, you know, become your increasing your wisdom. Not possible. So thoughts, emotions, causes of wisdom. More thoughts, more emotion arise. If you can liberate thoughts, emotion, your wisdom is become strong and strong arise. Like same is like when you create a fire, so you put firewood one, your fire is strong. You put another wood, firewood in the fire, become fire is more bigger and strong. So like that, you can become your wisdom is increasing. Thì thầy nói là thầy nhấn mạnh lại là chúng ta cần phải có thiền samatha. À, đầu tiên là chúng ta nên bắt đầu với một thời khóa thực hành của mình, chúng ta nên bắt đầu cái thiền samatha của mình khoảng 10 phút, 20 phút hoặc 30 phút. Sau đó chúng ta tiếp tục cái phần giai đoạn hoàn thiện thiền thiền về giai đoạn hoàn thiện, tức là các phương tiện của kim cang thừa. Bởi vì trong kinh thừa thì cái điều này gọi là thiền quán, là vipassana, cho nên có những tên gọi khác nhau. Thầy nói là rất nó có tên gọi khác nhau nhưng mà nó rất là giống nhưng mà cái phương tiện nó hơi khác một chút mà thôi. Và cả hai thiền giai đoạn hoàn thiện và vipassana, tức là đại thủ ấn và vipassana, cái nhân của nó là cùng một cái nhân, là từ samatha, là từ một cái nền tảng là thiền chỉ. Dạ, tức là chúng ta bắt đầu với thiền chỉ nhưng mà không phải lúc nào cũng chúng ta cũng thiền vào thiền chỉ cả. Tức là chúng ta chỉ thiền chỉ khoảng một thời gian khoảng 10 phút tới 30 phút mà thôi. Chúng ta không lúc nào cũng thiền chỉ. Mà sau đó chúng ta thiền khoảng 10 tới 30 phút, sau đó chúng ta chuyển qua giai đoạn thiền đại thủ ấn hoặc là thiền vipassana. Giống như thầy, khi mà thầy thực hành một buổi thực hành của thầy thì thầy sẽ bắt đầu bằng thiền samatha khoảng 20 đến 30 phút. Sau đó thầy cầu khẩn đến guru, đạo sư, và sau đó thầy chuyển qua thiền đại thủ ấn. Là thiền đại thủ ấn là thực sự nhìn vào tâm của thầy, tức là thiền chỉ đầu tiên, thiền chỉ thì chỉ là thư giãn tâm của mình mà mình không có thực sự nhìn vào tâm mình, chỉ thư giãn nó thôi để cho nó an trụ trong cái điểm trụ mà thôi. Mà khi mà thực sự là thiền về đại thủ ấn là khi mà thực sự là trí tuệ nó thực sự phát sinh, bởi vì ta thực sự nhìn vào tâm của mình, đó là một cái bản tính tâm luôn hiện hữu, luôn rõ ràng, trong sáng, rộng mở như là hư không này. Khi mà tâm của ta được an trụ, và ở cái giai đoạn này chúng ta thư giãn tâm và thân của mình, thân và tâm của mình không có nỗ lực gì cả. Bởi vì khi mà ta gán đặt hay là nỗ lực ở giai đoạn này thì sẽ làm cho cái thiền của ta nó mất tự nhiên, nó bị sao lãng. Cho nên phải luôn thả lỏng thân và tâm của mình. Mà ta có thể thả lỏng ở giai đoạn này thì ta thấy tâm của ta luôn thực sự hiện hữu rõ ràng. Mà chúng ta cũng không cần phải từ bỏ hay chối bỏ những cái niệm tưởng của mình. Khi mà niệm tưởng khởi lên thì hãy nhìn vào thực chất của các niệm tưởng này, bản chất của nó là tánh không. Khi mà ta nhận ra điều này thì nó sẽ được giải thoát trong chính nó. Tức là bạn có thể giải thoát tất cả các niệm tưởng. Khi đó thì các niệm tưởng sẽ trở thành cái nhân của trí tuệ. Và cái phần này thì nói là dành cho những người thực sự thiền rất là cao. Mà không dùng, rất là khó đối với những người mới thực hành mình có thể nhận ra được điều này. Vì thế đối với những người mới thực hành thì
Hãy để cho những cái ý nghĩ đó đi đi, tức là hãy để cho nó đi đi. Thí dụ trong một ngày trong một cái thời thiền của mình, một ngày thì có thể có là cả trăm cái niệm tưởng khởi lên, nhưng mà trong buổi đó đầu tiên chúng ta giải phóng được 5 cái niệm tưởng thì điều đó rất là tốt. Sau cái buổi đó thì những cái buổi tiếp theo ta có thể giải phóng được khoảng 10 cái niệm tưởng, từ từ tăng dần như vậy thì điều đó rất là tốt, cho đến khi mà ta nhận ra rằng các niệm tưởng này là một cái điều rất là hữu ích cho thiền tập của chúng ta. Cũng giống như là khi mà ta đốt những cái đám củi, ta dùng lửa để đốt. Khi mà ta muốn khởi lên một đám lửa, ta cần phải có củi. Cũng giống như vậy, ta không thể thiền mà không có các niệm tưởng hay các là phiền não. Bởi vì nếu mà không có niệm tưởng hay phiền não, chúng ta không thể nào phát triển được trí tuệ của mình. Vì thế thầy nói là các niệm tưởng hay các phiền não là cái nhân để mang đến trí tuệ. Bởi vậy khi mà ta nhóm một đám lửa, chúng ta muốn một đám lửa càng mạnh hơn thì chúng ta phải càng phải bỏ thêm củi vào để cho đám lửa này mạnh hơn. Cũng như vậy, để mà thực hành thiền chúng ta mạnh hơn, chúng ta phải cần có những cái ý niệm, ý tưởng và các phiền não để mà nhận ra nó, để chuyển hóa chúng thành các trí tuệ. Yes, Kempo. So then you meditate as before and gain conviction. So you meditate what we talked here, that you know meditate means habituate. Used to, we have to used to. So it's not easy this section, because our mind is already controlled by thoughts, emotions, and beginningless time until now. So we have to change that habit. It's not easy. So anyway, you meditate like this way, right? What we talked. But next day after, you don't have like that kind of feeling again. That's why you have to meditate again and again, because other worldly habits is so strong. So meditation is take time to create a habit you add. So that's the reason we have to practice meditate often and often when we get time, much you know, often time. So that's very important. Sometimes we think, oh, I did meditate a lot, but you really love to your time. We have one day, like say, think about 24 hours. So how many hours you meditate? Maybe 1 hour, maybe 2 hours, one day. See, other 23, 24 hours is always worldly activity. So that habit you is more strong than our 1 hour, 2 hour meditation, right? So that's the reason we have to put effort and meditate. But then here is right now is talking about the result, like into the natural state, no need effort. When in you are into the meditation, you know, cannot put effort. So let go all the thoughts, emotion must be relaxed. And then you meditate that way, gain conviction. So you really understand what you're doing. You have your own experience. You understand what you're doing clearly. So that own experience arises from your own mind. Because you meditate and you know what you're doing, you have your own experience. That your own experience, we cannot, even you know what you're doing, but you really cannot put in the word to describe. You know, like kind of like sharing for someone is very hard. The reason is the nature is beyond the words, beyond the expression, thoughts. And whatever you try to share something, say something, but it's dualistic, you know, thoughts. Because that's the reason meditation is beyond the words, means like beyond the dualistic. It's very hard to put in the words. That's the reason is all the meditators, like see, this realizes, say, it cannot really share. Whatever we talk is just only example. Same is like I'm going to point and show, like showing the moon, but I have to use my finger, right? I really cannot show you the
moon, but I just use my finger to point at the moon like that. The world is like that. So you have to practice yourself, meditate, you really recognize your own experience. So that kind, you know, conviction means like experience, like you have your own understanding. So that is the result of this meditation. You know, you practice, meditate, you get that kind of confident yourself, own experience. So then that time, so you really understand what we're talking about. You know, these words really cannot show you the true nature. All this, like we have to recognize our own nature and own experience. Others, like what share the teachings, really cannot, you know, like understanding what our own like experience, nature cannot show really. You know, have to recognize this through the meditation. The main point is nature is very subtle, beyond the words, beyond the thoughts. Then how can we recognize? We have to, through our own meditation, have to recognize. So they have a we have possible recognize our own nature through our own meditation, not the words. Cannot hear, cannot hear. Yeah, sorry, I mute. Dạ, thầy nói là khi mà ta tiếp tục thuần thục trong thực hành thiền của mình á, thì chúng ta đạt được cái sự xác quyết. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà ta rèn luyện cho cái sự thuần thục thực hành thiền của mình á, thì nó rất là khó. Bởi vì chúng ta từ khởi thủy đã luôn bị điều khiển bởi những cái cảm xúc và phiền não của mình từ vô thủy, cho nên chúng ta đã quen với cái thói quen này. Cái thói quen này nó vô cùng mạnh mẽ, mà chúng ta không có thể nào mà đi ngược lại với cái điều này. Ví dụ như là một lúc, một hôm thì tâm của chúng ta rất là dễ để mà điều khiển, nhưng mà cái bữa hôm tiếp theo, cái ngày kế tiếp đó, thì cái tâm của chúng ta lại bị chi phối bởi những cái cảm xúc rất là mạnh mẽ. Bởi vì đó là do cái thói quen từ khởi thủy của chúng ta mà ta bị điều khiển như vậy. Bởi vậy thầy nói là thiền là phải cần có thời gian, là cần một thời gian như là từ từ để cho cái thuần thục của mình trở nên nó liên tục. Có nghĩa là chúng ta phải duy trì thiền của mình một cách liên tục mỗi ngày, không gián đoạn, bởi cái tính liên tục rất là quan trọng trong thực hành thiền. Chẳng hạn như bạn có thể nghĩ là bạn thực hành thiền rất là nhiều rồi, hôm nay là thực hành tới 2-3 tiếng rất là nhiều. Nhưng mà so với cái khoảng thời gian 24 tiếng trong một ngày thì chỉ có thực hành thiền 2-3 tiếng, mà những 22 tiếng còn lại cho những cái hoạt động thế tục. Thì so với cái điều đó thì cái hoạt động thế tục của chúng ta nó vẫn mạnh mẽ hơn cái tâm của chúng ta trong lúc là thiền định. Cho nên là và thầy nói ngược lại, và ở cái giai đoạn thực hành ở đây là cái giai đoạn đang chúng ta đang nói đến là thực hành thiền rất là cao á, thì chúng ta không có cần nỗ lực giống như là mới bắt đầu nữa. Mà thiền ở đây là chúng ta không cần nỗ lực mà chỉ cần an trụ, tâm của ta thư giãn. Khi mà ở cái giai đoạn này chúng ta sẽ đạt được cái sự xác quyết, là chúng ta hiểu là chúng ta đang thiền, chúng ta đang làm cái gì ở mọi lúc mọi nơi. Và khi đó qua cái sự trải nghiệm của chúng ta trong cái thực hành thiền, chúng ta nhận ra bản tính tâm của mình qua cái sự trải nghiệm thực hành thiền của chính mình. Mà những cái trải nghiệm này không thể nào dùng những từ ngữ để diễn tả thành lời, bởi vì nó siêu vượt những cái danh tự, nó vượt khỏi những cái sự như là gán đặt những cái tên gọi. Bởi vì khi mà dùng những cái từ ngữ hay cái tên gọi thì cái điều này lại là mang cái tính nhị nguyên. Ta dùng những từ ngữ để mà diễn tả cái tâm thì nó mang cái tính nhị nguyên. Bởi vậy ta nói là bản tính tâm của ta thì nó siêu việt nhị nguyên, nó siêu việt ngôn từ. Vì thế ta nói các hành giả thiền
thì không thể nào diễn tả cái cảm xúc, cái những trải nghiệm của họ bằng ngôn từ được. Thầy nói ví dụ như thầy dùng ngón tay để chỉ mặt trăng, mặt trăng chính là bản tính tâm, và cái ngón tay đó là cái những cái ngôn từ mà cái mục đích đó là để chỉ ra bản tính tâm. Và những điều mà chúng ta đang nói đến ở đây là chỉ là những cái ví dụ mà thôi. Chúng ta dùng cái ngôn từ để diễn tả tâm chỉ là những cái ví dụ mà thôi. Nó thật sự không thể nào diễn tả được bản tính tâm qua cái ngôn từ. Bởi vậy mà các bạn phải thiền qua cái sự trải nghiệm của chính bạn, các bạn sẽ đạt được cái sự xác quyết, cái sự tự tin trong cái kết quả thiền tập của mình. Khi mà bởi vì những cái sự tự nhiên, bản tính tâm tự nhiên đó rất là vi tế. Nó siêu việt những cái ngôn từ, những cái sự diễn đạt, và cái sự vi tế của tâm này chỉ được có thể trải nghiệm qua thiền tập mà thôi, không thể được diễn tả qua ngôn từ. Dạ, đó là cái ý chính ở đây. Yes, Campo. Okay, so here, see these very thoughts that are unceasing are nakedly present. So now it's really this word explain what means thought is a dharmakaya. See, when you meditate, thoughts that are unceasing are nakedly present. It's presently there, but clear is emptiness. That thought itself is emptiness, no exist. Whatever thoughts arise, that is present, but it itself is emptiness, no exist. So you recognize that, then thought is liberate, transform to Dharmakaya. Thì thầy nó đọc tiếp đó là thì những cái niệm tưởng này nó luôn không ngừng nghỉ, nó luôn hiện hữu một cách trơ trọi, đó là sự kết hợp giữa chánh sáng tỏ và tánh không. Thì các có nghĩa là cái điều này nói về các niệm tưởng của ta chính là pháp thân, nó luôn không ngừng nghỉ, nó luôn hiện hữu, và nó không hiện hữu một cách vĩnh viễn. Bởi vì nó không hiện hữu một cách vĩnh viễn cho nên ta nói nó mang tánh không. Nó tức là khi đó thì ta nhận ra rằng các niệm tưởng chuyển hóa thành pháp thân. Yes, Sampo. Okay, so now see, consider for example. So we have example. This is an example. The waves that rise and fall on the surface of the ocean, they are the ocean. So we see the waves come from the ocean, but dissolve to the ocean. So that means like wave is the same as a thought and emotions. So where they come from? It comes from ocean, arise. But when they dissolve this, waves dissolve to the ocean, then they are not separate from the ocean. So that means like our thoughts dissolve to the Dharmakaya, emptiness, then not really thoughts, it itself is permanently exist. Dạ. Thầy đọc tiếp là ví dụ như là những con sóng mà khởi lên trên bề mặt của đại dương thì chúng chính là đại dương. Có nghĩa là những cơn sóng nó đến từ đại dương, sau đó nó lại hòa nhập lại vào đại dương. Cũng giống như vậy, những con sóng này chính là những cái ý niệm và những cái phiền não của ta, nó khởi lên từ tâm ta. Nhưng rồi sau đó khi mà nó khởi lên thì nó vẫn lại hòa tan vào chính của tâm ta. Thì cũng giống như những cái con sóng này khi nó khởi lên thì nó lại hòa tan lại vào đại dương, thì nó là một với đại dương, nó không tách rời với đại dương này. Cũng giống như vậy, khi mà những ý niệm của ta khởi lên rồi nó lại hòa nhập vào chính cái pháp thân trống không của tâm ta. Cho nên ta nói là các ý niệm này nó khởi lên rồi nó lại hòa nhập vào tâm ta. Cho nên các ý nghĩ này cũng là một với tâm ta, nó không tách rời bản tính tâm của mình. Cũng giống là những con sóng là không tách rời với đại dương. Yes, Campbell. Yeah. So here in this section, the example, we have like say intellectually meditation and rest in mind meditation. This example is like also a little bit different. When you use intellectual meditation, then the wave and ocean is the same or different. That you know
you have to analyze using analytical meditation. So wave and ocean, you say it's the same. They cannot be same because simultaneously arising together, you know, ocean and waves simultaneously together. So that means cannot be same. Same means cannot be simultaneously together. Or then you say, oh, the wave ocean is different. You cannot say different because without ocean, no waves, right? So the ocean, the wave is come from ocean. That means like they cannot be separate. So then reality, you know, not really permanently inherently exist. The wave and ocean not really inherently permanently not exist the same, cannot be permanently inherently exist different. So logically it cannot approving is the same and different. So exactly like that, you know, our mind and the thoughts, you ask the example question to you, say mind and the thoughts is same or different. Maybe you say same. The reason is because without the mind, you don't have a thought, right? So that means like you say, oh, thoughts come from mind. But then thoughts is come from mind, also incorrect. Why is incorrect? So thoughts, emotion is simultaneously together. No, thoughts and mind is simultaneously together. If thoughts is come from mind, you know, then cause and result cannot be together. Cause, result cannot be together. You know, cause is ceased, is stopped, then result is arise, right? Yes. So that's why I say, if thoughts, your mind is think about the thoughts is come from mind, then when you have a thought, you cannot have a mind. So that means like thoughts is not come from mind. So then without the mind, no thoughts too. So that's where, you know, you're really looking intellectually, use analytical meditation, minds no exist, thoughts also not exist inherently. So that actually, analytical meditation go first, then you are free from all these doubt and thoughts. This example also very good, but otherwise, sometimes this kind of example without, you don't have this analytical meditation, is sometimes this example also get, you know, example itself also become distraction. Means like you don't, become kind of like this example also not really help you clearly. Okay, so in short, the main point is that mind and thought doesn't exist permanently, inherently. Yes. Okay. Yeah. That's why there cannot, you cannot point like mind, thoughts, like which is like first. Yeah. They're same, yes. Or they're different. Analytically cannot approve in both. Yes. Yeah. Thì thầy nói là để mà nhận ra được, để cho ta không có bị sao lãng bởi những cái ý nghĩ là tâm hay là cái ý nghĩ này là giống hay khác nhau á, thì có hai cái loại thiền. Đầu tiên chúng ta nên dựa vào cái thiền như là phân tích, dùng cái trí tuệ của chúng ta để phân tích. Sau đó có hai cái loại thiền là thiền phân tích và thiền thư giãn tâm. Nếu mà chúng ta vẫn còn bị sao lãng bởi những ý nghĩ thì chúng ta hãy bắt đầu với cái phần thiền phân tích. Có nghĩa khi mà tích, ta thấy là chúng ta sẽ hỏi là cái sóng và cái những cái cơn sóng và cái đại dạng có giống hay là khác nhau. Nói là nó cũng không giống nhau bởi vì nó xảy ra cùng một lúc. Nó là, tức là đại dương nó xảy ra cùng một lúc cho nên nó không giống nhau, nhưng mà nó cũng khác nhau bởi vì những cái con sóng đến từ đại dương, nó tách rời đại dương sau đó nó lại hòa nhập dương. Cho nên nó không khác nhau và nó cũng không giống nhau. Nhưng mà thực sự là cả hai đều giống hay khác tồn tại thực sự vĩnh viễn.
hiện khởi khởi hiện lên, sau đó nó rã và nó không có thực chất, nó không tồn tại một cách thực chất hay là vĩnh viễn. Vì thế không có ai có thể tán thành được cái điều này là giống hay khác nhau. Cũng như vậy, ta so sánh giữa tâm ta và các ý niệm là giống hay khác nhau, cũng cùng một cách như vậy. Ta không thể nói là nếu mà không có tâm thì không có các ý nghĩ, nhưng mà lại là các ý nghĩ lại đến từ tâm thì đó cũng không đúng. Tại sao? Bởi vì các ý nghĩ và tâm nó là xảy ra cùng một lúc với nhau, cũng giống như là các ý nghĩ á, đến từ tâm thì các ý nghĩ sẽ là nguyên nhân. Khi mà nguyên nhân này ngừng thì cái kết quả là tâm của chúng ta, là kết quả là nó sẽ khởi lên, và điều này nó cũng không đi cùng với nhau. Dạ, thì khi đó thì tâm ta, tức là tâm ta cũng không phải là các ý nghĩ cũng không phải là tâm ta. Tức là cái điều mà chúng ta cần hiểu rõ, cái điểm chính ở đây là các ý nghĩ hay tâm cũng không phải giống nhau, cũng không phải là khác nhau, bởi vì mọi thứ đều tồn tại, một không tồn tại vĩnh viễn, nó không tồn tại theo một cái sự inherently, nó không tồn tại một cách thực sự, nó chỉ hiển khởi rồi nó tan biến vào tánh không. Cho nên đó là cái điểm chính cần hiểu, là mọi thứ không tồn tại một cách thực sự hay là một cách vĩnh viễn. Vì thế cái điều này khi mà ta phân tích như vậy sẽ giúp cho ta không bị rơi vào cái sự sao lãng là các ý nghĩ hay là tâm là một hay là khác nhau. Khi mà chúng ta thiền an trụ của tâm ta, điều này sẽ giúp ích cho chúng ta. Khi mà chúng ta thiền an trụ tâm mình, chúng ta không bị chi phối bởi những cái ý niệm là nó giống hay là khác nhau. Yes, sample.